giới thiệu căn hộ IEC thuộc khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định. Dự án nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định là dự án duy nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát triển tại Bình Định, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC làm chủ đầu tư dự án, với mục tiêu xây dựng khu nhà ở dành riêng cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp. Dự án mang tới không gian sống an cư lạc nghiệp để cư dân yên tâm khởi tạo tương lai tươi sáng. Được xây dựng tại khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với tổng diện tích 37.167 m², có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Quy hoạch dự án bao gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng với gần 1.500 căn hộ có diện tích từ 46.5 đến 70 m². Hơn nữa, dự án được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng như trường học, bệnh viện, chợ khu vực và đặc biệt là khu thiết chế công đoàn đa chức năng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giao lưu văn hóa, thể thao, văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với quyết tâm của chủ đầu tư, dự án sẽ bàn giao những căn hộ đầu tiên tới tay khách hàng vào năm 2024.